Hello. Sorry em đến muộn. Em chị Hiền mà, sao anh từ chối được? Em là nhà báo đấy à? Cũng cộng tác viên thôi. Nói chung là công việc của em cũng lu bù lắm. Vậy là anh cứu được hẳn một nhà báo cơ đấy. Đây, em có quà tặng cho anh đây. Biết anh hào ngọt nên em đã mua kẹo đấy. Sao em biết? Em là nhà báo mà, cái gì em cũng biết. Đùa chứ, gặp thần tượng của giới trẻ mà không chu đáo lại mang tiếng chết. Anh chỉ là một người lính thôi, có phải thần tượng gì đâu. Sao anh nhìn em chằm chằm đấy? Em có gì không ổn à? Đúng vì anh thích rồi đấy. Cảm ơn em nhé. Cái thái độ vừa rồi chắc là chưa bao giờ thấy một người nào bắn nhiều như em đúng không? À, thực ra thì em rất là thích hình tượng một người lính trầm lặng, bí ẩn. Cho em viết một bài về anh nhé. Ấy, không được đâu. Anh là lính trẻ, kinh nghiệm và thành tích chưa có là bao. Để anh giới thiệu em với anh đội trưởng nhé. Siêu anh hùng luôn. Ai bảo em cần phỏng vấn siêu anh hùng? Nếu mà cần thế em đã viết anh Tiến như em từ lâu rồi. Thế em định viết gì? Thì viết về một người lính trầm lặng, bí ẩn, nhưng quan trọng là đẹp trai. Thôi được rồi, để em tém lại. Thực sự thì em rất là hâm mộ anh, cho nên là em muốn viết một bài về anh, được không? Thật ra anh chả có gì để em viết đâu. Chuyện của anh chán lắm. Nếu mà nói về độ chán, thật sự không ai chán bằng em luôn. Anh tính này, 30 tuổi rồi, sự nghiệp chưa có, gia đình riêng chưa có, người yêu cũng chưa có, mà chó chả nuôi một con. Thế mà em còn yêu đời thì việc gì anh phải chán, đúng không? Em... À... Chị đã 30. Vậy là hơn tuổi em rồi. Cái này nó cũng là cái xã giao thôi, cho nên nó cũng không quan trọng lắm. Thì nãy giờ mình xuôi miệng như thế nào rồi thì mình cứ tiếp tục xưng hô như thế nhá. Em. Anh. Vâng chị. À. Anh. Em. Em. Thôi, nói sang chuyện công việc của anh nhá. Em thấy là lính cứu hỏa ấy, chạy lòng vòng trong thành phố này, rồi cứu được rất là nhiều người. Công việc thú vị nhở? Nhưng mà nguy hiểm lắm. Có phải ai cũng chấp nhận được điều đó đâu. Đấy lại là chuyện khác chứ. Nguy hiểm nhưng mà ý nghĩa. Em thích thế, đúng không? Hả? Đấy, anh thích rồi đúng không? Thế thì cho em viết một đoạn thôi nhá. Em về hỏi anh Tiến đi. Anh ấy có nhiều chuyện, sẽ giúp ích cho bài báo của em. Hoặc là nhờ anh Minh đội trưởng cũng được. Nhiều chuyện hay lắm. Thế là nhất quyết không cho phỏng vấn đây đúng không? Thôi rồi, bỏ qua chuyện bài vở đi. Anh ăn kẹo đi. Ăn luôn à? Ừ, ăn trong sự chứng kiến của em. Chứ không em sợ anh mang kẹo về cho bạn gái, lại phí công em mua tặng ân nhân lắm. Anh chưa có. Thật không?